Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn hiện tại đã có mặt tại Hạ Long Bay. Và Minh Toàn bây giờ là đang lưu thông bằng xe máy ở trong Hạ Long Bay. Đây là phía bên trong của Hạ Long Bay, và phía đằng trước mặt của chúng ta là cái bãi biển, bãi tắm của Hạ Long quý bà con ạ. Nhưng mà vào mùa này thì bãi tắm đấy là cũng không có người lắm. Và như quý bà con các bác biết, Hạ Long Bay là thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây là còn gọi là cái thị trấn của Bãi Cháy của thành phố Hạ Long. Và như ở đây thì quý bà con cô bác nhìn thấy là một số cái nhà hàng mà tổ chức các cái sự kiện ở dưới Hạ Long là bây giờ cũng không có người mấy. Đây, mình toàn thử đi vào đây nhé. Đấy là phía bên trong của bãi biển, còn biển nó nằm ngoài kia. Đấy, cái cuối là được các môi trường sẽ chăm sóc, cắt tỉa như thế quý bà con ạ. Đây, và cái con tàu mà lúc hôm trước Minh Toàn đi chào đón, và con tàu đấy và đã gửi một cái hình ảnh qua video đến quý bà con cô bác, thì đây là con tàu đấy đây. Nó đậu gần với Hạ Long Bay đây luôn. Và về với Hạ Long Bay thì thật sự là bây giờ về với Hạ Long Bay thì nhìn cảnh tượng này thì khá là bề bộn, đang xây dựng rất là nhiều quý bà con, nên bây giờ mà về Hạ Long Bay là thấy cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng vào mùa du lịch tới là Hạ Long Bay là sẽ là sạch đẹp. Ở đây là có những cái con máy khoan này, máy khoan nước này, nước khoan trụ bê tông. Không biết ở ngoài kia là có một cái chòi gì ấy nhỉ? À, cái đấy là một cái để mà canh gác bảo vệ. Đã là thế. Thưa quý bà con, Minh Toàn đi bộ xuống dưới bãi biển để xem một số cái hình, một số cái chỗ bãi tắm của Hạ Long Bay như này để gửi đến quý bà con cô bác. Đây, vào mùa du lịch thì chỗ này là nước nó lên khá là cao đây quý bà con này, và chỗ này là biển, nước biển rồi này, chứ không phải là đồi cát như thế này nữa đâu. là bờ này là được kè luôn quý bà con. Cái nhà này xây dựng khá là đẹp. Giống như một lô cốt luôn. Anh ơi, cái nhà này là nhà gì mà nhìn đồ sộ thế anh? Nhà gác biển hả anh? Nhà. Đây là phòng gác. Ôi, nhìn bãi biển Hạ Long bây giờ, Hạ Long Bay mùa này thật là chán. Chắc là nhìn cái bãi biển như thế này thì khi mà quý bà con của bác về với Hạ Long Bay mùa này thì chắc bà con của bác không muốn đến Hạ Long Bay luôn. Dạ. Ba giờ 15 bác ạ. 3 giờ 15 rồi. Quý bà con của bác khi mà về với Hạ Long Bay như thế này thì Minh Toàn nghĩ là quý bà con của bác không muốn về đâu. Thì chắc là nếu mà quý bà con của bác về thì đi mùa vịt vào mùa du lịch thôi. Mùa này nhìn rác rưởi bẩn lắm quý bà con ạ. Này. Đó. Cảnh tượng này thì không ai dám đến bãi biển Hạ Long Bay luôn.